Việt Nam lên tiếng về hoạt động của hơn 200 tàu Trung Quốc tại bãi Ba Đầu. Hải Phòng, Bình Dương phát hiện ca nhiễm virus cúm Vũ Hán trong cộng đồng. Người đàn ông Hồng Kông khỏe mạnh bị liệt mặt sau khi tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc. Sau S&M, Trung Quốc nhắm đến Nike Adidas vì bình luận về Tân Cương. Ông Biden nói, tôi không xin lỗi khi hủy chính sách nhập cư của ông Trump. Mỹ cảnh báo đáp trả nếu Triều Tiên leo thang Quý vị và các bạn đang theo dõi Mục Điểm Tin Sáng ngày 26 tháng 3 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu Mục Điểm Tin Sáng ngày hôm nay, Như Thường Lệ kính mời quý vị và các bạn đến với cập nhật nhanh về tình hình trong nước. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định hoạt động của hơn 200 tàu Trung Quốc hoạt động tại bãi Ba Đầu, quần đảo Trường Sa đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt hành động này. Trả lời câu hỏi của báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của Công ước về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải quốc gia ven biển. Bà Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xâm phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS, nghiêm chỉnh tuân thủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC hiện Trung Quốc chưa phản hồi trước tuyên bố của Việt Nam. Trước đó, Bắc Kinh tuyên bố khu vực này thuộc chủ quyền của họ và các tàu của họ neo đậu ở khu vực này tránh biển động là điều hết sức bình thường. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình dịch viêm phủ Vũ Hán, theo thông tin từ Dinh, vào tối ngày 25 tháng 3, nhà chức trách Hải Phòng đã phong tỏa một bệnh viện và ba địa điểm liên quan đến hai ca dương tính với virus cúm Vũ Hán. Hai trường hợp dương tính có độ tuổi là 25 và 26. Ngày 21 tháng 3, Hai người này đi từ Campuchia đến Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bằng tàu biển. Vào tối ngày 22 tháng 3, họ bay từ Phú Quốc về Hà Nội, sau đó đến Kiến Thụy, Hải Phòng. Chiều ngày 24 tháng 3, những người này cảm thấy cơ thể có biểu hiện bất thường nên đi khám bệnh ở bệnh viện Vinmec, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Vào tối ngày 25 tháng 3, cho kết quả xét nghiệm dương tính. Tại Bình Dương, báo dân trí cho biết thành phố Thuận An đã phong tỏa tuyến đường D35, khu dân cư Việt Sinh. Phường An Phú do có liên quan đến một ca dương tính với virus cúm Vũ Hán. Trường hợp này là một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1977. Người đàn ông này đã sinh sống tại Bình Dương từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay. Vài ngày trước, người đàn ông này có đến cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh, lấy hàng và tiếp xúc gần với một số người Campuchia. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin thế giới. Thưa quý vị, theo thông tin từ hãng tin AP, Philippines điều thêm tàu hải quân tuần tra ở biển đông sau khi phát hiện 220 tàu dân quân Trung Quốc neo tại bãi Julian Felipe, Việt Nam gọi là bãi ba đầu thuộc quần đảo Trường Sa. Bộ trưởng quốc phòng Philippines Delphin Lorenzana trước đó yêu cầu đội tàu Trung Quốc ngay lập tức rời khỏi khu vực nhưng Bắc Kinh đã phớt lờ tuyên bố họ có chủ quyền ở khu vực và các tàu đang trú ẩn khi biển động. Tướng Philippines Cyrilito Sobijaana sau đó đã ra lệnh khai triển thêm các tàu hải quân, tăng cường tuần tra. Tuy nhiên quân đội Philippines không cho biết các tàu hải quân Philippines sẽ được điều động đến mức nào. Người phát ngôn của tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Harry Roque, trong cuộc họp báo vào hôm 25 tháng 3 cho biết, tổng thống Duterte bày tỏ quan ngại với đại sứ Trung Quốc tại Manila, khẳng định Philippines là bên thắng cuộc trong vụ kiện năm 2016 với việc tòa trọng tài thường trực tại La Hay, Hà Lan, PCA ra phán quyết bác yêu sách chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Duterte, một người có quan hệ nóng ấm với Bắc Kinh, không đưa ra bất cứ giải pháp nào trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục không tuân thủ. Thưa quý vị, ở một diễn biến khác, hãng tin Reuters cho biết, chính quyền Hồng Kông vào hôm 25 tháng 3 xác nhận họ đã yêu cầu 14 quốc gia không chấp nhận hộ chiếu hải ngoại của Anh hay còn gọi là BNO, cấp cho người Hồng Kông là giấy thông hành hợp lệ kể từ ngày 31 tháng 1. Theo đó, chính quyền Hồng Kông yêu cầu các nước chỉ sử dụng hộ chiếu do chính quyền Hồng Kông cấp đối với các trường hợp xin visa chương trình nghỉ phép kết hợp với làm việc ở châu Âu, Bắc Mỹ và một số khu vực châu Á. Một nhà ngoại giao cấp cao của phương Tây nói với Reuters rằng hầu hết các quốc gia sẽ phớt lờ điều này. Chính quyền Anh đã cấp BNO cho nhiều người Hồng Kông trước khi trao trả Hồng Kông lại cho phía Trung Quốc năm 1997. Hiện có khoảng 3 triệu người vẫn còn giữ hoặc đủ điều kiện cấp lại BNO. Do đó, tại Hồng Kông, có hai hộ chiếu cùng tồn tại song song. Một là BNO do chính quyền Anh cấp và hộ chiếu mới do đặc khu hành chính Hồng Kông cấp. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Phần Lan, Na Uy và New Zealand cho biết họ vẫn công nhận hộ chiếu BNO để cấp thị thực. Trong khi đó, một số nước khác đang xem xét. Thưa quý vị, cũng liên quan đến Hồng Kông, Thời báo Epoch Times đưa tin, một người đàn ông Hồng Kông 26 tuổi, khỏe mạnh, bị liệt mặt sau khi tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên do Trung Quốc sản xuất vào ngày 24 tháng 3. Trong một đoạn video chia sẻ với Oriental Daily, khoảng 4 giờ sau khi được tiêm vaccine CoronaVac do công ty Sinovac của Trung Quốc sản xuất, bệnh nhân có họ lâm, nói mắt không thể đóng lại, miệng đang nghiêng sang bên trái và khuôn mặt của mình bị biến dạng. Anh cho biết anh cũng bị chóng mặt, đỏ tai và tức ngực. Lâm là một công nhân xây dựng, người trong chương trình tiêm chủng của Hồng Kông là một trong những nhóm được ưu tiên. Trước khi tiêm phòng, anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Ivan Hung Phan Ngai, đồng triệu tập của Ủy ban chuyên gia Hồng Kông về đánh giá các sự kiện lâm sàng sau khi tiêm chủng COVID-19, cho biết vào ngày 24 tháng 3 rằng ít nhất 9 người Hồng Kông, tất cả đều là nam giới, bị liệt mặt sau khi tiêm liều vaccine đầu tiên của COVID-19. 8 người trong số được tiêm vaccine CoronaVac của Trung Quốc, người còn lại là được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech. Kính thưa quý vị, sau vụ nhà bán lẻ thời trang Thụy Điển snm bị tẩy chay ở Trung Quốc, vì năm ngoái từng tuyên bố rằng quan ngại về tình trạng bóc lột lao động và không mua bông nguyên liệu ở Tân Cương. Hãng tin Reuters cho biết Nike và Adidas vào hôm 25 tháng 3 là hai thương hiệu tiếp theo bị tấn công trên mạng xã hội Trung Quốc vì bình luận trong quá khứ nói rằng không sử dụng nguyên liệu tại Tân Cương. Động thái diễn ra khi Mỹ, Anh, Canada cùng liên minh châu Âu EU trừng phạt các quan chức Trung Quốc và một tổ chức nhà nước liên quan đến vi phạm nhân quyền đối với người hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Bắc Kinh sau đó đáp trả bằng cách trừng phạt các nhà lập pháp, học giả và các tổ chức châu Âu. Một số người dùng internet cho biết họ sẽ ngừng mua Nike và sẽ ủng hộ các thương hiệu địa phương như Li-Ning và Anta, trong khi những người khác nói Adidas hãy rời Trung Quốc. Cổ phiếu của Anta và Lining tăng mạnh, trong khi cổ phiếu của Adidas, Inditex và SNM giảm vào hôm 25 tháng 3. Thời báo Hoàn cầu, cái loa của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới Inditex của Tây Ban Nha, chủ sở hữu của thương hiệu Zara, đã lặng lẽ xóa một tuyên bố về Tân Cương khỏi các trang web tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Inditex hiện chưa đưa ra bình luận. Inditex trước đây cho biết họ không có bất kỳ quan hệ thương mại nào ở Tân Cương. Chloe Cranston từ Tổ chức Chống Nô lệ Quốc tế, một thành viên của Liên minh chấm dứt lao động cưỡng bức ở vùng Duy Ngô Nhĩ cho biết, các thương hiệu không được thoái thác trách nhiệm nhân quyền của họ khi đối mặt với áp lực này. Tiếp theo chương trình là một số tin tức cập nhật đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Mỹ và Anh ngày 25 tháng 3 cùng phối hợp trừng phạt hai tập đoàn thuộc quản lý của quân đội Myanmar nhằm phản đối đảo chính và việc chính quyền quân sự đàn áp đẫm máu người biểu tình bộ tài chính mỹ trong một tuyên bố cho biết washington áp lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn thuộc sở hữu của quân đội myanmar là myanmar economic holdings public company mesm và tập đoàn kinh tế myanmar mec lệnh trừng phạt này sẽ đóng băng mọi tài sản tại mỹ của các doanh nghiệp trên các công ty và người mỹ cũng bị cấm giao dịch với công ty bị liệt kê anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự đối với MISM với lý do quân đội Myanmar vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với người Hồi giáo Rohingya. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý liên quan đến chính trường Mỹ. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden hôm 25 tháng 3 nói rằng ông không xin lỗi vì đã chấm dứt một loạt các chính sách nhập cư của cựu Tổng thống Donald Trump, bao gồm Nghị định Thư Bảo vệ Người Di Cư, MPP, còn được gọi là chính sách ở lại Mexico. Theo Fox News, Ông Biden đưa ra bình luận trong cuộc họp báo trực tiếp đầu tiên trên cương vị tổng thống, một kỷ lục sau 65 ngày, trong bối cảnh làn sóng di cư gia tăng ở biên giới phía nam. Khi được hỏi, liệu ông có thể đã lùi một số chính sách nhập cư của chính quyền Trump quá nhanh thông qua lệnh hành pháp hay không? Ông Biden kiên quyết bảo vệ hành động của mình. Biden nói, "Trước hết, tất cả các chính sách đang được thực hiện không giúp ích gì cả, không làm giảm lượng nhập cư." Ông nói thêm quay trở lại các chính sách tách trẻ em khỏi mẹ của chúng, không xin lỗi vì điều đó. Biden cũng nói, tôi không xin lỗi vì điều đó khi đề cập đến việc lật lại chính sách ở lại Mexico. Các đảng viên Cộng hòa sau đó không hài lòng với việc ông Biden khẳng định rằng các chính sách của chính quyền mới không phải là nguyên nhân gây ra sự gia tăng người di cư ở biên giới phía nam. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham tweet rằng, với tất cả sự tôn trọng, cuộc họp báo này rất khó để xem thông tin sai lệch được đưa ra bởi Tổng thống Biden về nhập cư là tuyệt vời. Một tweet khác của ông Graham viết, các chính sách của ông Trump đã tạo ra sự sụt giảm đáng kể trong tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Những thay đổi của Tổng thống Biden đã tạo ra một cơn sóng thần nhân bản ảo. Thượng nghị sĩ John Barasso và Tom Cotton thì tweet, những bức ảnh chụp những người di cư mặc áo có in tên Biden và dòng chữ, vui lòng cho chúng tôi vào. Thưa quý vị, liên quan đến buổi họp báo đầu tiên của ông Biden, Reuters cho biết Tổng thống Mỹ nói rằng các vụ thử tên lửa của Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết 1718 của Liên Hợp Quốc và cảnh báo sẽ đáp trả nếu Bình Nhưỡng leo thang. Joe Biden nói, chúng tôi đang tham khảo ý kiến của các đồng minh và đối tác và sẽ có phản ứng nếu họ chọn leo thang. Chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng. Ông nói thêm, tôi cũng đã chuẩn bị cho một số hình thức ngoại giao nhưng điều kiện là nó phải dựa trên kết quả cuối cùng của việc phi hạt nhân hóa. Triều Tiên bị nghi ngờ phóng hai tên lửa đạn đạo vào vùng biển gần Nhật Bản vào hôm 25 tháng 3. Động thái được giới quan sát đánh giá nhằm gia tăng áp lực lên chính quyền Biden khi Washington đang xem xét lại chính sách với Bình Nhưỡng. Trước đó vào hôm 21 tháng 3, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa tầm ngắn vào vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc. Để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe đời sống Hôm nay chúng ta cùng theo dõi câu chuyện thầy thuốc kể chuyện châm cứu chữa bệnh đa nhân cách. Kính thưa quý vị, nghe tiêu đề này có phải các quý vị sẽ thắc mắc rằng đa nhân cách cũng là một căn bệnh sao? Hôm nay chúng ta có rất nhiều điều cần bàn luận về chủ đề này. Trước tiên, kính mời các quý vị nghe một câu chuyện về thực tế chữa bệnh của thầy thuốc Trung y Ngọc Lâm được đăng trên trang chánh kiến.org. Sau đó sẽ đi vào phần giải thích sâu hơn. Đây là câu chuyện có thật về một bệnh nhân đa nhân cách mà thầy thuốc Trung y Ngọc Lâm đã gặp trong quá trình chữa bệnh của mình. Caroline đến phòng khám Đông y của thầy thuốc Ngọc Lâm để điều trị bệnh tiểu đường. Một tuần sau, các triệu chứng tiểu đường của cô ấy biến mất. Khi đến khám lại thì lại bị bệnh viêm gan. Cứ cách một thời gian, cô ấy lại mắc một chứng bệnh nặng. Các triệu chứng, kết quả xét nghiệm kết quả kiểm tra CT của cô ấy đều tương ứng với trần đoán của bác sĩ. Các bệnh này xen lẫn với nhau rất phức tạp. Có vẻ như bệnh nhân này đã đến mức vô phương cứu chữa. Nhưng thực tế, mỗi lần gặp cô ấy, thầy thuốc Ngọc Lâm lại thấy cô lại là một thiếu nữ hiện đại, ăn mặc rất thời thượng. Điều kịch tính hơn là mỗi lần đến phòng khám của thầy Ngọc Lâm, cô ấy lại trang điểm và ăn mặc với phong cách hoàn toàn khác nhau. Từ quần áo trang sức của thổ dân người da đỏ Bắc Mỹ, đến váy dài của người châu Phi, từ lễ phục của phụ nữ quý tộc Pháp thế kỷ 18 đến kimono của Nhật Bản, từ quần jean đến áo bông hai vạt của Trung Quốc. Sự thay đổi liên tục của cô ấy khiến người ta trông hoa mày chóng mặt. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là biểu cảm và giọng điệu của cô ấy mỗi lần đều rất phù hợp với trang phục mà cô ấy đang mặc lúc đó thầy thuốc Ngọc Lâm cố gắng hết sức để chữa trị cho cô ấy. Nhưng thường băn khoăn rằng, đây là phòng khám của bệnh viện, không phải sân khấu hay buổi biểu diễn thời trang. Cô ấy làm như vậy có gì đó là lạ. Mỗi lần cô ấy đến, lại có những triệu chứng bệnh khác nhau. Điều này có liên quan gì đến những bộ trang phục khác nhau mà cô ấy mặc mỗi lần không? Một lần, khi thầy thuốc Ngọc Lâm hỏi về gia đình của cô ấy, mới tìm ra một chút manh mối. Thầy thuốc Ngọc Lâm bắt đầu hiểu rằng, tất cả những biểu hiện của cô ấy đều có nguyên nhân của nó sau đây là câu chuyện của caroline kể với thầy thuốc ngọc lâm rằng tôi từ một thành phố khác chuyển đến đây gia đình tôi có mẹ và ba anh chị em cha tôi là một luật sư nổi tiếng ông làm việc rất chăm chỉ lại chú ý luyện tập thể dục ông là một người rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng chúng tôi đã từng có cuộc sống rất hạnh phúc nhưng chỉ qua một đêm Tất cả điều này đều tan biến như một giấc mơ. Một ngày nọ, tôi nhận được tin cha tôi lên cơn đau tim đột ngột qua đời khi đang ở trong câu lạc bộ tập thể dục. Tôi bàng hoàng, sững sờ toàn thân. Nhưng những việc sau đó còn làm tôi kinh ngạc hơn nữa. Trước khi lễ truy điệu của cha tôi bắt đầu, có một người phụ nữ da đen, dáng vẻ là người có học thức và địa vị, dẫn theo ba đứa con đã trưởng thành đang đứng khóc bi thương ở đó tôi cho rằng họ nhầm thời gian và địa điểm với một đám tang khác. Vì vậy, tôi đã đi tới chỗ của họ rồi nói chuyện một cách lịch sự. Có lẽ các vị đã tìm nhầm chỗ. Họ lấy cho tôi xem một bức ảnh gia đình 5 người của họ cùng với cha tôi. Ôi chúa ơi, cha tôi rõ ràng còn có một gia đình, một người vợ khác và ba đứa con. Họ đã sống với nhau hơn 20 năm. Tôi suýt chút nữa là ngất đi. Cứ ngỡ đây là trong mơ. Lúc này, mẹ và bà nội tôi cũng đến. Mẹ tôi thì rõ ràng vẫn bị che giấu, bà không hề biết chút gì về chuyện đó. Thế là tôi mời gia đình họ sang một phòng khác và hỏi họ có thể đổi thời gian tổ chức lễ truy điệu không, nhưng họ kiên quyết không đồng ý. Vậy nên, hai gia đình mỗi nhà đứng ở một bên của thi hài với rất nhiều nghi vấn và sự căm giận. Tôi đã tiến đưa vị luật sư nổi tiếng mà lúc ra đi, Vĩnh Viễn không trả lời bất kỳ một bí mật nào. Cha tôi quả thực có tài phân thân. Trong ký ức của tôi, cha tôi luôn ở bên chúng tôi, ông ấy chưa bao giờ vắng mặt trong các bữa tiệc sinh nhật của chúng tôi. Ông ấy lo liệu sắp đặt chu đáo trong mọi ngày lễ Tết. Tôi chỉ biết rằng ông ấy thường xuyên đến chỗ bà nội. Khi tôi hỏi một trong những người anh em cùng cha khác mẹ về vấn đề này, anh ấy cũng trả lời giống hệt như thế cha luôn ở bên họ. Ông luôn ở bên họ đêm Giáng sinh, lễ tạ ơn, sinh nhật. Anh ấy chỉ biết rằng cha thường xuyên đi công tác vì cha là luật sư. Điều này là bình thường và dễ hiểu đối với họ. Bà nội của chúng tôi là người biết tất cả. Khi gặp người vợ thứ hai của cha tôi trước lễ truy điệu, bà chỉ nói một câu, vở kịch diễn xong rồi. Sau này, chúng tôi được biết, thì ra nhà bà nội là nơi thay đổi vở diễn nơi hóa trang nơi thay trang phục còn người ngoài chỉ biết rằng cha tôi thường đến chỗ bà nội ông là một người con hiếu thảo kể đến đây caroline đã khóc cô nói tôi nhớ ông ấy tôi không trách ông ấy chắc ông ấy đã sống rất vất vả tận cho đến lúc tim ngừng đập ông ấy vẫn không thực sự nghỉ ngơi đối với tôi ông ấy luôn là một người cha tốt câu chuyện của caroline đã kể hết Thầy Thuốc Ngọc Lâm hỏi cô ấy, "Tại sao cô ấy lại hóa trang thành các nhân vật khác nhau? Làm thế chẳng phải cũng giống như cha cô sao?" Cô ấy ban đầu sững người một lúc, rồi sau đó nói với thầy thuốc rằng, "Đôi khi chính bản thân cô cũng không biết mình rốt cuộc là ai, nhưng cô ấy khẳng định rằng tất cả các triệu chứng bệnh của cô ấy đều là thật, cảm giác của cô ấy về bệnh tật là có thật, chỉ là mỗi lần bệnh thoát đến rồi đi một cách kỳ lạ. Từ mô tả của chính cô, không thể nhận thức được bản thân thực sự là ai. Vị thầy thuốc biết rằng nguồn gốc bệnh của cô là do chủ ý thức không thanh tình. Chính khí không đủ, tà khí tất sẽ xâm nhập. Trung y cho rằng cơ thể con người có 13 quỷ huyệt. Chúng là cửa ngõ để cơ thể con người tiếp xúc với thế giới bên ngoài, gọi là tôn chân nhân thập tam quỷ huyệt. Cụ thể, 13 quỷ huyệt đó là quỷ cung tức là huyệt nhân trung, quỷ tín là huyệt thiếu thương, quỷ tâm là huyệt lưỡng đại lăng, quỷ lũy là huyệt ẩn bạch, quỷ lộ là huyệt thân mạch, quỷ trầm là huyệt đại trùy, quỷ sang là huyệt nhĩ thùy, quỷ thị huyệt thừa tương, quỷ quật huyệt lao cung trong lòng bàn tay, quỷ đường huyệt thượng tinh, quỷ tàng huyệt ngọc môn, quỷ thoái huyệt khúc trì và quỷ phong là huyệt hải tuyền để ngăn cản Caroline bị linh thể ngoại lai xâm nhập quấy nhiễu. Thầy thuốc đã đóng các quỷ huyệt của cô ấy bằng cách sử dụng phương pháp châm cứu cổ phương, thanh long tả truyền và bạch hổ hữu tuyền. Sau khi điều trị, tinh thần cô ấy bắt đầu thanh tỉnh, dần dần khôi phục trở lại trạng thái bình thường. Giọng nói lúc cao lúc thấp của cô cũng bắt đầu thay đổi và trở nên bình thường. Hội chứng đa nhân cách của cô đã biến mất. Ma khí được bài xuất khỏi cơ thể cô hoàn toàn qua trường hợp điều trị này ta có thể thấy rằng cơ thể con người giống như một bộ quần áo ai mặc vào thì người đó sử dụng và khống chế khi quỷ huyệt mở nếu chủ ý thức không mạnh thì linh thể khác sẽ có thể tiến vào khống chế thân thể người khi quỷ huyệt đóng kín rồi caroline sẽ không bị can nhiễu hội chứng đa nhân cách sẽ biến mất có câu thơ rằng bách tà điên cuồng sở vi bệnh Châm hữu quỷ huyệt vô bất ưng Thử thị tiên sư chân diệu quyết Xương cuồng ác quỷ vô tung ảnh Tạm dịch nghĩa là Châm tà khí điên cuồng gây ra bệnh Châm vào quỷ huyệt nhất định ứng nghiệm Đây là diệu quyết của tiên sư Như thế ác quỷ cuồng điên sẽ biến mất Đến đây các bạn có thắc mắc gì về các triệu chứng của bệnh đa nhân cách không? Y học hiện đại có thực sự hiểu biết tất cả bệnh tật của con người hay không? Bệnh nhân Caroline sau một thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, các triệu chứng, kết quả xét nghiệm, kết quả kiểm tra CT của cô ấy đều tương ứng với chẩn đoán của bác sĩ. Từ góc độ của y khoa hiện đại mà xét, bệnh của cô ấy đều có bằng chứng chính xác, chắc như đinh đóng cột, không có một chút giả tạo nào. Nhưng bệnh của cô ấy đến cũng nhanh, khỏi cũng nhanh từ điểm này thì tây y cũng không thể giải thích được nguyên nhân vì sao bởi vì theo lý luận của tây y chứng bệnh bẩm sinh đều là do tích tụ lâu dài cần phải có rất nhiều nhân tố bệnh khác nhau để gây ra những thay đổi bệnh lý trong mô tế bào của cơ thể con người sự thay đổi này cần một quá trình và một thời gian không hề ngắn đến khi bệnh đạt đến một mức độ nhất định mới xuất hiện triệu chứng của bệnh sau khi trần đoán ra bệnh việc điều trị sẽ phải mất một thời gian nhất định và tất cả những căn bệnh hiểm nghèo mà người phụ nữ này mắc phải đã không ngừng xoay vần trong cơ thể như một chiếc đen cù. Nhưng chúng vô hại, dường như không cần điều trị, bệnh biến mất không dấu vết. Tây y thực sự không còn cách nào khác, đành phải khuyên cô ấy đến gặp thầy thuốc Trung y Ngọc Lâm. Vậy rốt cuộc tại sao Trung y lại chữa được căn bệnh kỳ lạ của Caroline? Trung y cho rằng Nguyên nhân của chứng bệnh đa tính cách là do người này sau khi vứt bỏ chủ ý thức tự ngã của mình đã bị một linh thể ngoại lai can nhiễu và khống chế, là có triệu chứng của tà ma tác quái gây nên. Biểu hiện là ý thức không thanh tỉnh, hành vi khó hiểu. Nguyên nhân bệnh của Caroline là do chủ ý thức không thanh tỉnh, chính khí không đủ, tà khí tất sẽ xâm nhập. Thời Trung Quốc cổ đại, trung y phần lớn là do người tu luyện thực hiện. Họ biết cách đạo dẫn thổ nạp có công năng đặc dị. Ví dụ như các công năng cách tường khán vật, thấu thị nhân thể, sở trường về đạo thuật, tức là họ có thể nhìn thấy không gian khác. Vì vậy, có lúc phương pháp họ sử dụng để chữa bệnh là siêu việt lạ thường đối với con người ngày nay. Điều này có thể tìm thấy trong những ghi chép về các danh y thời cổ đại như Biển Thước, Hoa Đà, Tôn Tư Mạc. Họ đã nhìn thấy các biểu hiện bệnh của bệnh nhân ở một không gian khác. Mà Tây y cho rằng đó là các mầm bệnh như viêm, liệt, khối u. Hoa Đà thực sự nhìn thấy trong não của Tào Tháo có khối u. Trên thực tế ở không gian khác là do những con linh thể đang khởi tác dụng. Một khi những linh thể này bị lấy đi, các triệu chứng bệnh tật biểu hiện bề mặt ở người thường sẽ biến mất, không để lại dấu vết, dường như nó chưa từng xảy ra. Thực chất, các căn bệnh nghiêm trọng xảy ra với người phụ nữ này là do linh thể này đưa vào những căn bệnh do những linh thể tạo nên các tính cách khác nhau của cô ấy mang đến gây ra biểu hiện đan sen trên cơ thể cô ấy cứ cách một thời gian cô ấy lại mắc một căn bệnh một loại bệnh đều là thật không hề có chút giả tạo nào nhưng một khi thay đổi sang một tính cách khác thì bệnh tật cũng thay đổi theo có thể thấy bản thân bệnh này không phải do vi khuẩn virus hay các nguyên nhân gây bệnh khác như Tây y đã nghĩ những gì Tây y biết được có thể chỉ là hiện tượng bề mặt mà thôi. Chính là do Trung Y có vũ trụ quan thiên nhân hợp nhất, nên nó không chỉ nhìn cơ thể con người và bệnh tật từ không gian này của chúng ta, mà còn nhảy ra khỏi không gian sở tại của chúng ta để nhìn nhận vấn đề từ không gian khác. Trung Y nhấn mạnh rằng bệnh là do ngoại tà xâm nhập. Chính vì vậy mới có câu chính khí tổn nội, tà bất khả can. Có nghĩa là bên trong có chính khí tà khí không thể can thiệp. Cơ thể con người có các quỷ huyệt, nghĩa là cơ thể con người chúng ta tương thông với các không gian khác. Tà khí và chính khí lưu chuyển liên tục trong cơ thể chúng ta. Nếu tâm không chính, chủ ý thức bị mê mờ thì linh thể ngoại lai sẽ bám vào. Vì vậy, những bệnh mà Tây y bó tay gọi là bệnh nan y thì đối với trung y mà nói, thường là chạm tay vào thì bệnh hết giống như cô gái này mắc những chứng bệnh nan y, mỗi lần đến rồi đi nhanh chóng kỳ lạ. Một khi các quỷ huyệt của cô được đóng lại, chắn đường không cho các linh thể ngoại lai khống chế cô. Sau đó, nghe theo lời khuyên của thầy thuốc, chủ ý thức bắt đầu tỉnh lại, bệnh tật sẽ không cánh mà bay. Đây quả thực là nhân nhất hữu bệnh tự cầu y, ná chi thử nhân ngoại tà khởi, yếu tưởng vô bệnh hữu vô tai nhân tâm mà cầu vạn sự dị. Tạm dịch nghĩa là, người ta một khi có bệnh thì đi tìm thầy thuốc, nào biết bệnh này là do tà khí bên ngoài gây ra. Nếu muốn không bệnh lại không tai ương, lòng người chớ đòi hỏi mọi việc dễ dàng. Thưa quý vị, câu chuyện sức khỏe đời sống vừa rồi đã khép lại chương trình buổi sáng ngày hôm nay của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình kính chúc quý vị một ngày mới tốt lành hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo